quét. Từ đập con vô thắng. Yeah. Rồi. Nãy quên mở xi nhan trái ra nha. Đúng chưa? Ơi cái này dừng đi, mày dừng. Tới nhìn tới tới đây rồi mình đừng có nhìn thẳng nữa, mình nhìn bên phải nè. Tới ngay cái cột thứ hai ha, đạp con. Rồi đạp thắng. Rồi đi. Cái bánh xe sau nó sẽ ngay vạch vàng. Rồi. Vạch số 2 buông ra. Chỉ từ từ thầy cho thôi. Có đâu, lấy sát sát bên phải xíu mình dễ mua nè. Rồi đi thẳng. Lấy ra xíu, lấy ra xíu. Chưa miếng nữa. Rồi mua từ từ thôi. Đó, trả lại bớt để cho nó đi sát cái cặp cái bên phải. Nó đẹp hơn nãy đấy chưa. Rồi đó, từ từ dừng lại, đập qua lại, dừng chỉnh cái chanh canh ngay trật rồi nè. Chanh cái vạch trắng này với cái vạch trắng này đến ngay cái cọc đen phía trước. Thấy chưa? Thôi bây giờ chắc chắn là nó không ngay rồi nè. Cán liền. Rồi trả hết bên phải. Trễ rồi. Đập con lại. Trả lại. Rồi bạn bẻ lái từ từ qua. Từ từ qua miếng. Rồi hết luôn. Hết luôn. Miếng nữa. Rồi dừng. Trả lái lại. Kiến chiếu hậu ngang cột bẻ lái. Trả lại. Trả. Hết luôn. Lập con lại bước. Trả. Trả lại để nó kém cái cán bên đây. Rồi bánh sau cán bên phải rồi. Nó cho một tới miếng. Trước khi thắng mình ra con cái thả cái trớn mình thắng là nó sẽ bị im. Chiếc đó nó ra mình vô 9223 đó. Lấy sát bên đây đừng có ép cái cọc này vô xuống nữa, tại vì mình cần là cần cặp bên kia, mình chút mình ép sát bên kia là mình dễ vô. Chưa nha. Lấy lái lại miếng cho nó thẳng trước cái đầu xe xíu nữa hả đánh. Rồi quất đánh vô tròn là lái vô. Rồi trả lại miếng cho nó từ từ là cho nó mới cặp vô sát cái dành bên đó. Đúng rồi, canh theo kiến chiếu hậu bên đó đó. Và mình nhìn tới cái kiến đánh hết. Chưa tới cái kiến này ngang cái đen là đánh hết phải. Lên miếng nữa. Ngang chưa, rồi đánh hết phải, thắng lại.
đến hết phải về. Tới đúng rồi, định kiến rồi bạn đó, ngay cái ô thứ hai đuôi xe cái vạch vàng miếng nữa rồi thắng lại tới miếng nữa tới đây tới cái thanh rồi, rồi thắng trả số. Mạnh quá, đại số. Nhìn tiếp, nhưng mà nó non quá rồi, thẳng đi. Nó đẹp mà. Ừ, đẹp hơn rồi đó. Ơi, trả lại vòng. Rồi, về thẳng. Đừng cho nó cán, thắng lại chạy tới miếng. Đó thì lấy quay phải qua cho cái đầu nó nhích về bên đây miếng thôi, để của thôi là nó lại ngập bỏn nữa. Rồi như nó đủ rồi, ok, trả hết lái về. Đúng rồi, yeah, trả số yeah. Mình hiểu chưa, ăn số á. Đúng rồi, nó canh cái chỗ đen đó cho nó chừa chớm thôi, đừng có cán nha. Rồi trả lại vòng, trả lại vòng, nó đi thẳng, trả hết luôn, thêm vòng nữa vẫn không đủ luôn hả? Rồi đúng rồi, rồi vừa qua bắt đầu trả hết qua phải như chưa, rồi kéo đúng rồi, hết luôn, hết luôn. Rồi từ từ trả lại bắt đầu trả lại từ từ được rồi đó. Đúng rồi, trả qua đây mới vòng rồi, về tiếp. Còn nợ vòng nữa chưa? Rồi, trả lại vòng nữa. Rồi, thẳng rồi đó. Yeah, quá đẹp. Tới vạch vàng. Miếng nữa. Miếng nữa. Miếng nữa. Rồi, ok, good. Vậy đó. Mình sửa là sửa như vậy đó. Rồi, chạy ra. Đẩy qua xíu qua kia, qua cái kiến vừa qua cái vạch đen này. Hả, đánh lái, chứ đánh lái sớm quá nó sẽ bị cấn đấy. Kéo tròn lái, trả lại bớt miếng, trả lại bớt miếng để cho vua tròn cái này, quẹo phải luôn. Rồi kéo nó đẹp liền, trả lại bớt. Rồi kéo, trả lại bớt miếng luôn bên kia để nó cấn. Nó cách mình sửa là như vậy đó. Trả lại để nó cấn. Chưa cấn. Phải. Quất luôn, tới luôn, đèn xanh luôn. Xin nhanh trái. Chưa, miếng nữa, kéo. Trái chậm quá nó sẽ bị giật đầu. Trả chậm là nó bị giật đầu miếng. Trả kéo qua rồi nó vừa nghiêng qua đầu, trả lại từ từ nè, nó đúng không, trả lại từ từ là nó sẽ không bị giật đầu. Chú bồ câu xinh xinh. Lên trong đó. Cặp sát vô đây nè, đừng chút bên chỗ kia mình dễ mua, đừng có ép vô bên đây quá. Đó đúng rồi, sát cái lên bên trắng nè.
chưa kéo nha, chưa kéo nha, miếng nữa giữa đường, rồi kéo cho nó ép ép sát sát vô đây nè, trả lại trả lại, rồi chỉnh cho nó ngay, bắt đầu mình mới canh cái bánh vàng nè. Yeah. Miếng nữa nhìn canh canh đi cho quen, rồi tới tắt, rồi trả số ve, nhìn kiếm bên kia. Đúng rồi, hết luôn, hết lái luôn. Miếng nữa tới cục đen, thoáng thoáng rồi trả lại hai vòng, rồi và tiếp tới cái vạch vàng, đánh hết lái, thấy chưa, đánh hết lái gì bên kia vé luôn. Rồi nhìn bên đây, anh dở thẳng xe miếng nữa, cũng nguyên lái nó đi, miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa, ok good, rồi rồi thôi trả lời vòng chạy ra đi xuống tới. Vừa chuyển cái đầu qua là mình trả lại, đúng rồi, kéo quá à. Ngay cái đầu xe là cái bạch luôn nè, kéo quá, rồi nó bây giờ nó thẳng đầu xe đó. Qua cái cột mới được kéo lái, kéo hết luôn, trả từ từ, trả từ từ, nó thấy chưa, nó rất là đầm luôn, còn mình trả tới đó mình mới trả nó sẽ bị giật. Rồi tấp vô mát uống nước thôi, chạy thẳng đôi kia xong bài thi của bạn Mập.